Như vậy là trận đấu đã bắt đầu và mỗi bảng đấu sẽ tìm ra hai đội nhất nhì để giành vé chơi trận bán kết. Rất nhanh. Thôi, dứt điểm. Tỷ số được mở cho Malaysia, rất đẹp mắt. Một pha trình diễn tuyệt vời của tiền đạo số 10 bên phía Malaysia. Đó là Lukman Hasim Samsudin. Một pha phản công sắc bén của thầy trò huấn luyện viên Bradley John Maloney. Chúng ta vẫn thấy được sự bình thản trong khuôn mặt của ban luyện bên phía U18 Australia. Phong độ rất tốt của Samsudin và anh cũng bình tĩnh đánh bại thủ môn Jackson Sydney Lee trong pha đối mặt. Một cú dứt điểm vô cùng kỹ thuật. Một cú bấm bóng qua đầu của thủ môn Sydney Lee. Bất ngờ đã xảy. Bàn thua vừa rồi là bàn thua thứ tư mà thủ môn Sydney Lee đã phải nhận ở giải đấu năm nay. Rất tuyệt vời. Người ghi bàn là số 6 Asmi Murat. Không hiểu điều gì đã xảy ra với hàng phòng ngự bên phía Australia. Sau 27 phút bóng lăn thì họ đang bị Malaysia dẫn trước với 2 bàn. Không ai theo kèm số 6 bên phía Malaysia và anh dễ dàng đệm bóng tung nốc người của thủ môn Sydney Lee. Malaysia đang chơi bóng rất hay trên sân động Thành Long trước đội bóng rất mạnh đó là Australia. Và lúc này họ đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0. Với 2 bàn thắng ghi được cho đến lúc này thì sự tự tin đang tràn ngập lên U18 Malaysia. Họ đang thi đấu hết sức quyết tâm và cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu này. Sau đó có cơ hội lớn để giành vé vào bán kết. Dứt điểm 3-0 cho Malaysia. Rất bất ngờ. Một lần nữa thì Samsudin lại sút tung lưới của Sydney Lee. Không thể tin được. Lúc này thì Malaysia đang dẫn trước Australia với 3 bàn. Một cú đúp của Samsudin và bàn còn lại được ghi do công của Asmi Murat. Hàng phòng ngự của Australia đang chơi hết sức lơi lỏng. Họ dễ dàng để các cầu thủ Malaysia vượt qua. Vừa rồi thì đội trưởng bên phía Australia là Henry Paddon đã không thể ngăn cản được pha đi bóng của Samsudin. Là một động tác Samsudin rất thoáng. Atik cơ hội dứt điểm không vào. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng thứ tư dành cho U18 Malaysia. Những pha tấn công rất nhịp nhàng và hợp lý của cầu thủ áo vàng. Murat đã không thể có được bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Diaz cơ hội không vào. Luis Diaz không được. Pha cầu bóng vào giữa không thể gây ra khó khăn đối với thủ môn Thành Mosfadin. Camomile khá nguy hiểm.
và thật bóng như một pha dứt điểm của Camomil, hậu trường của U18 Malaysia, đã chơi hết sức tập trung. Luis Diaz. Murat đang tỏ ra rất đau sau pha không vào, rất thiếu chính xác. Và lúc này thì trọng tài Swift Vong Kem đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa U18 Australia và U18 Malaysia. 3-0 là tỷ số nghiêng về đội bóng áo vàng.